hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cướp và cách chơi chiếc bóng bê răng rất là hay. Giờ mình sẽ phiên thử cho các bạn xem nhá. Nếu các bạn thấy mẫu này hay thì hãy làm theo mình, thành công thì hãy like và share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Giờ mình sẽ phiên thử. Hôm nay mình sẽ thử phi vòng qua cái cột này, mình sẽ bay qua cái cột bằng bóng bê răng. Giờ mình sẽ thôi không phi nữa nha. Ở đây gió to quá, giờ không phi nữa rồi. Gió nó thổi làm cản chiếc cánh máy bay đi, nó không bay được chỗ mình nữa. Giờ mình phi thế đủ rồi. Giờ mình về sẽ hướng dẫn các bạn gấp nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp chiếc mẫu bay bằng răng mình vừa phi lúc lấy nhá. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình tờ giấy A4. Khổ dài 30cm và chiều rộng là 21cm. Chưa nào? Thì bước đầu tiên các bạn gấp rất là dễ thôi. Các bạn để tờ giấy theo chiều dọc và hướng về lòng của mình. Chúng ta gấp đôi tờ giấy lại theo chiều dọc. Cái bước này là bước phân chia khoảng cách cân đối giữa thân chiếc máy bay chiều hai bên ấy. Chiều rộng của cánh. Bước này là bước cơ bản đầu tiên, chúng ta cần phải thật là chính xác. Nếu mà không chính xác là không gấp chiếc máy bay nó sẽ bay lệch, nó sẽ không bay quay đầu lại đâu các bạn ạ. Thấy chưa? Xong đó các bạn dở ra này, úp này lại. Úp tờ giấy A4 này lại. Đó. Sao bạn gấp chéo? Tạo một đường chéo. Bên này cũng vậy. Ở trong kênh video của mình thì có rất nhiều mẫu máy bay bong bê răng. Thì các bạn xem clip của mình thì thấy thích chơi chiếc mẫu máy bay bong bê răng này thì hãy vào kênh của mình để xem nhé. Và nhớ hay thì đừng quên đăng ký kênh mình nhé. Được chưa nào? Chúng ta lật cửa lại và gấp đôi tờ giấy này lại. Đường vân của cái hai tờ giấy này trùng khớp với nhau thì chúng ta mới là cân này. Sau đó chúng ta dở ra. Chúng ta lật lại tờ giấy một lần nữa. Chúng ta sẽ tạo được những cái đường nếp như này. Lúc này chúng ta chỉ cần gấp vào như này là xong. Các bạn sắp xếp đỉnh. Đỉnh với đỉnh bằng nhau. Được chưa nào? Sao các bạn gấp này lên? Các bạn gấp được cái bước này rồi ấy. Chúng ta lại gấp đôi cái phần này ra. Đường vân của cái này trùng khớp với đường vân ở đây. Bạn thấy nhé. Đấy, đường vân của cái đường khạnh này trùng với đường vân ở đây. Sau đó chúng ta miết. Thì ngay lập tức đỉnh này, đỉnh ở đoạn này và đỉnh này
cái trùng với cái đường vân ngang ở đây, thì lúc đó là chúng ta gấp được cân. Được chưa nào? Sau chúng ta gấp đôi lại như này. Đó, đến cái phần cánh thứ hai. Chúng ta cũng làm tương tự như phần cánh lúc đầu. Cũng phành đôi ra và đường căn làm sao cho đường vân này cũng trùng với cái đường vân này. Các bạn cứ làm theo bước của mình thì 100% các bạn sẽ phi được cái mẫu bay bay như lúc ở đoạn đầu video mình đã làm đấy. Các bạn mở ra. Đấy. Xong nhá. Đến bước này các bạn làm như này được chưa? Nếu bạn nào mà chưa làm được thì hãy tua chậm lại hoặc ấn tạm dừng để làm được cái bước như này nhé. Đấy, xong các bạn gấp đôi này. Các bạn cân ra những cái đỉnh này bằng nhau. Các bạn dở ra. Các bạn gấp ấy. Các bạn gấp thì lấy một cái này nhé. Bên này cũng vậy, lấy một cái này. Các bạn biết sao cho nó phẳng rồi nhé. Chưa? Đấy, các bạn dở ra. Đấy. Sau là sẽ hai cái cánh, hai phần này nó sẽ cặp sang đây và chỉ còn lại ở giữa là hai cái phần hướng dẫn hướng này thôi. Các bạn thấy không? Đấy. Bước cuối cùng này, các bạn gấp ngược lại. Gấp ngược lại. Bên này cũng thế. Gấp ngược lại bằng cái lép ở đây. Đó. Các bạn dở ra. Đấy. Sau đó phần đuôi các bạn gấp chéo lên một chút. Sau đó các bạn bừa ra để tạo thành một cái hình góc chữ thành check vinh tầm 45 độ. Ok nhá. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn gấp xong chiếc mẫu bay bông bay răng. Các bạn nào chưa làm được thì hãy ấn tạm dừng hoặc là ấn tua chậm lại để làm từng bước để theo đúng cách hướng dẫn của mình nhé. Đảm bảo 100% là thành công. Khi các bạn chơi, khi các bạn vung tay ra đưa chiếc mẫu máy bay bay ra thì các bạn để mình nghiêng hình 45 độ cho mình như này. Phi như này thì nó sẽ bay qua đầu như này, qua cái đầu lại. Các phi như này nó sẽ bay qua đầu lại. Các bạn check thành 45 độ.
Ok nhá. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong. Giờ mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Hẹn các bạn gặp các clip tiếp theo nhé.